Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ trở lại với những cái clip đập phá kim cương. Và hôm nay thì mình sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa rất là nhiều. Mình đã có 11.000 kim cương và mình sẽ vào vòng quay AK Transformer để đập phá các kiểu. Rất nhiều anh em hỏi là cái series đập phá kim cương đâu hết rồi anh? Im mệnh, cái mình xin tóm gọn lại bằng một câu thôi. Tiền hết tình tan đời siêu vẹo, bố vợ chê nghèo đéo cả con đấy, thì nó tương tự là như thế. Ở cái hạc này thì mình cũng sâu luôn là chả có cái vẹo gì hết, mới lập thôi. Và thanh niên đã nạp ngay 11.000 kim cương để có thể nhờ mình đập phá. Ok thì mình sẽ vào làm tươi mát con mắt của anh em nhỉ. Rồi chắc là mình sẽ đập cái vòng ở bên CM China thì thanh niên này đã có những cái vòng quay khác rồi, và cái vòng AK47 Transformer này thì chưa có, thì mình sẽ đập hộ thanh niên đấy nha. Ok thì phát đầu tiên mà ra VIP luôn thì thôi, em nghỉ clip ngay cho ngay vào luôn đi cho nó lành. Được gậy Jingu Bang vĩnh viễn để mình ok. Vâng, nếu mà ra thẻ gót thì mình đi luôn nha. Vâng, chúng ta kích hoạt được cái VIP 3. Cái gì đây ba? Úi rồi. M4 14 EBR file phí vật. Rồi. Tầm 11.000 chắc là nửa vòng thôi. À đủ, mới nhắc một tí thôi. Cái đích nào ra thật hư cấu. Vâng, chúng ta sẽ thoát ra vào lại, mong là nó vào thẳng cái AK47 luôn cho đỡ mất công anh em ạ. Ôi giời ơi, lựu đạn hay lắm. Rồi bây giờ chúng ta còn 9.000 kim cương. Mình sẽ đảo như đang lạc để mong là có đồ ngon. Ui, nhân vật rốt tuyệt vời. Nói chung là cái vòng này nó cũng đáp ứng đủ rồi, cái lục nó đáp ứng đủ mọi yêu cầu của anh em, chắc chắn là như thế, tại vì nó có sniper này, nhân vật này, các kiểu cận chiến các kiểu luôn. Đậu xanh á đủ ra khẩu AK-47 Wukong này tuyệt vời. Và chúng ta chuẩn bị đến những cái phát cuối cùng. Đậu xanh. Thế đấy nào, nó không vào cây AK, nó vào cây MG để cho mình đi lấy 10 thẻ gót. Hay lắm. Ok thì mình sẽ đi gì ta? Mình sẽ đi AI để lấy thẻ gót xem như nào luôn. Đấy, một công đôi việc. 10 thẻ gót cũng biết ra luôn, còn 2.000 3 kim cương. Và đấy cho mình đập 10.000 kim cương thì mình sẽ đập cho hết 10.000 nhá. Thật đấy nào, hay là mình nạp thêm vào đập cho chắn ta. Thật là hư cấu. Vâng thì mình đập không hết anh em ạ. Thực sự là cái vòng này nó không hết. Mình quay thêm vòng nào ra để cho nó hết bớt đi. Tuy nhiên là giàu mà. Đấy, chúng ta đang dẫm đạp lên nỗi đau sự mất mát của người khác, máu dẫm đạp lên dòng máu trên nhầm máu me của người khác. Vâng, mình sẽ đập thử vào cái vòng này xem AOE không. Úi giời ơi, thế đích nào, mình nhắc cái gì nó ra cái đấy, thật là hư cấu. Đùa bố à. Bên này thì chắc là nhẫn thôi. Đâu xanh. Đùa bố à. What the hell. Đùa, mình nhắc cái gì nó ra cái nấy ạ, đùa thật đấy chứ. Rồi chắc là hiện máu thôi. Rồi, đéo hiện máu, đờ mờ. Tao sợ mày quá cơ. Rồi, giảm 30 sát thương tiếp đất. What the hell. Lựu đạn phê ta chắc cũng không cần đâu. Mình sẽ tẩy cho hiện hiện ấy nha. Hiện hiện máu đối phương. Rất nhiều anh em không biết là hiện máu đối phương như nào. Mình đã có nhiều clip làm rồi mà anh em cứ không để ý. Và thành ra thì không biết là hiện hiện máu như thế nào. Vâng thì mình sẽ cố gắng tẩy luyện để hiện máu, nhưng chắc là không được rồi. Khó lắm. Thì mệnh. Đậu xanh. Rồi giảm 30 sát thương tiếp đất thì mình sẽ cộng dần dần. What the fuck, ra nhiều vậy. Nói chung là không ra rồi bạn ơi. Mình sẽ... Ôi giời ơi, cái gì vậy má? Đây, anh em thấy mình hên không ạ? Đờ mờ.
Đoạn này clip này mình đập kim cương mắc hê đi nha mạng. Nói cái gì ra cái đấy. The fuck, một tí nữa là mình không thể quay ra được cái. Đây là cái dòng ngắm kẻ địch nhận hiện HP đấy nhá. Đấy, như vậy là cái arc này hội tụ và những cái đồ ngon rồi, chỉ với 10.000 kim cương. Chúng ta có rất nhiều đồ, tuy là không ra VIP thôi. Nhưng những cái đồ như này thì mình sẽ đi cố gắng xem có ra ấy không. Rồi mong là ra luôn là. Rồi, mong là ra luôn đi. Tí mệnh. Đôi tá thành Titan. Rồi. Hư cấu thật đi chứ. Thế đéo là mình nhìn vào cái nào nó ra cái đấy. Đậu xanh. Mình cảm giác có một sự hư cấu ở đây. Hư cấu rất là nặng. Hay là VNG thấy mình làm clip rồi thấy mình nói cái gì là cho ra cái đấy ta. Quái cứt thật. Mình không thể tin được. Mình không thể tin được là mình nhìn vào cái gì là nó ra cái đấy. Quá là hư cấu luôn. Bắn nè. Đạn nè. Né đi. Né cỡ nào. Sấp mặt lờ này. Rồi toàn được cái gì đâu không à. Mình sẽ bật bắn tự động lên để cho nó bắn. BC xe. Toàn rác thế ba. Ra luôn cái con nhân vật God. Nhân vật God chứ nhở. Đấy. Mình chỉ chờ God thôi. God ơi, hãy hiện vào kho đồ. Vòng 2 đợi xí. Bựa vãi. Rồi hay lắm. Ôi giời ơi. Làm gì mà căng. Đấy, cứ đập phát nào. Rồi dính phát đấy. Nó đi vào lòng người. Biết thế thì em phải làm sao bây giờ. Thế là anh em cứ inbox này nhờ mình đập phá kim cương nữa rồi. Rồi búa hơi. Thế đích nào. Còn 5 thẻ nữa. Nhân vật đâu? Hãy bơi vào cái kho đồ của mình đi. Nếu mà nhân vật đấy bơi vào kho đồ của mình thì nó sẽ không bao giờ chết đuối đâu. Thế luôn. Đấy. Đậu xanh còn 5 trận nữa. Nào còn 5 thẻ nữa, ra nhanh nào. Sao cái map này ra lâu quá nhở. Map kia mình không biết là nó ẩn đi đâu rồi. Rồi Diagon. Toàn rác không à. MG này thì chỉ có đi đi AI thôi. Đấy. Hồi đầu thì không có súng nhiều thì các bạn toàn lấy MG đi AI là cao. Bây giờ thì VIP nhiều quá rồi. Nó không còn hiếm như những cái đợt đầu nữa. Vay đái chiến thuật cố lên này. Ok. Trời ơi, mình đợi cái nhân vật thôi mà nó khắm lọ vờ lờ ạ. Đùa thật ý chứ. Nó ra lâu vãi đái. Đậu xanh. AI này thì mình lâu rồi mình chưa đi. Quá lâu rồi. Từ cái hồi mà dẫn chương trình Ai là triệu phú. Ê chết nhở. Dẫn các bạn đi hướng dẫn đi AI thì mình còn chơi chứ còn bây giờ thì nói chung là nó lạc trôi rồi. Không còn để ý đến cái gì nữa. Trời ơi còn 3 thẻ nữa. Lâu vãi. Hoàn hảo. Cái mắm gì ba. Ra nhanh nào. Bây giờ có ra thì ra. Không ra thì cút nhá. Thế đích nào. Nóng ruột vờ lời. Còn 3 thẻ nữa nó vẫn nhây. Nó đích ra. Đúng rồi. Rồi 20 thiên phú. Cũng tươi. Thiên phú cũng rất là cần. Tại vì nó bổ trợ khá là nhiều trong việc mà các bạn đi C4 Zombie AI. Nói chung là bổ trợ tất. Phải gọi là ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Ôi, cái gì mà lượn như gì. Mình chỉ cần một thẻ ra là mình out game ngay à. Đậu xanh ra đi. Ra đi ba. Cái gì vậy. Ô, nó quyết tâm là không ra anh em ạ. Thật là hư cấu. Thật là hư cấu. Đậu xanh. Ok, nó đã ra rồi.
cứ tưởng là thẻ gót cơ. À, cứ tưởng là được con gót cơ. Nó ra cái DE là mình tuột cả hứng. Câu giờ nãy giờ cuối cùng cho cái DE. Hay lắm. Đậu xanh. Ôi tóm máy lại thì nó ra tầm này thôi. Nó hên cỡ này là cùng rồi. Một người không bao giờ ra nhiều như thế này đâu. Dã man quá. Một lần quay ý, không phải là một người mà một lần quay thì nó không bao giờ ra nhiều như thế này đâu. Nó ra toàn đồ ngon thôi. Những thứ mà mình cảm giác ngon thì nó lại ra. Đấy, anh em thấy vi diệu không ạ? Có khi lại mình đập thêm phát nữa lấy ba lô chăng? Ui, gắt link rồi, tôi xong rồi. Chủ ác sẽ chửi mình. Bye bye mọi người. Và mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thì thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Nếu ai muốn mình duy trì clip đập phá kim cương thì comment nhá. Bye bye mọi người.